giờ chị nói em nghe nè, chị biết rõ luôn là chị biết chỉ từ mùa dịch luôn. Chị ở cái nhà trọ, sáng là cho ôm chở đi, chiều là cho ôm chở về, em hiểu không? Kênh con là kênh từ thiện, con rõ ràng á, con không có cho diễn kịch ở trong đây đâu. Con kênh con nó khác, con coi kênh của Hoàng Xanh là không có diễn kịch ở đây được. Có nghĩa là chị này quá rành gì cô, đúng không? Ở gần sát nút luôn. Kính thưa bà con quý khán giả đang xem cô Hoàng Xanh, những cô bác anh chị quan tâm đến câu chuyện của cô Tha. Bây giờ thì Xanh đã gặp cô Tha và ông xã cô Tha rồi. Thì clip trước thì cô chú anh chị có xem, nếu cô chú anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại. Xanh có đăng, lúc nãy Xanh có tới, Xanh chia sẻ những cái hoàn cảnh của cô Tha và nguyện vọng của cô Tha. Bây giờ thì ông xã của cô Tha thế nào, là có thể chia sẻ gì không chú? Ông cứ tôi không có phụ được giúp đỡ gì nhiều rồi. Giờ tôi già rồi, tôi bệnh kinh tỏ nè, giờ đâu đi mần gì nổi. Dạ rồi, rồi sao chú? Thì bởi vì không có phụ giúp cho bà được á. Rồi. Muốn xin tiền cho bà. Có ai giúp, có gì có tình thiện, từ thiện gì giúp cho bà thì thôi cất cái nhà lại. Làm nhà, cái nhà lại ha. Cho nó thiêu, nó nứt tôi, nó thiêu qua, nó nứt tôi. Rồi. Thì con làm từ thiện thì thưa với chú là con là tùy duyên, chứ con cũng không có biết được giúp hay không ha. Tại vì con tới là con đã bỏ công bỏ sức ra, thì con làm cầu nối chứ con không có kêu gọi từ thiện. Tại vì con không kêu gọi từ thiện có nghĩa là con không muốn, khi mà con nói cái từ kêu gọi, người ta sẽ nói ừ kêu gọi từ thiện này nọ để trục lợi các thứ. Nhưng mà con không có kêu gọi, có nghĩa là cái tùy tâm, cái này tiện nguyện là tùy tâm. Ví dụ nha, con đưa lên, người nào giúp, con đưa tới hoặc là số điện thoại của cô Tha thì người đó tự giúp luôn, chứ con không có kêu gọi. Tại kêu gọi như vậy nó ảnh hưởng tới cái người ta sẽ không kích con, tội nghiệp cho con nha. Rồi, vậy thì cô Tha, vậy thì cô có chia sẻ với con hoàn cảnh của cô hen. Tất cả mọi thứ là cô nói là điều sự thật hen. Tại vì khán giả nói là biết khán giả có nói là thay vì con không quay cô, để con cô đừng có biết đau lòng vậy, thì con cô đã biết cô đi xin lâu rồi đúng không? Biết đi xin mấy năm rồi phải không? Cô đi xin được mấy năm, cô tóm tắt lại cho bà con ơi. Chắc 2-3 năm hả? Vậy mà khi mà cô bước chân đi lên Sài Gòn, nói là đi xin hay là nói đi đâu? Cô nói với chú là đi xin không? Cô có, nó đi xin chứ bà có tạc con đi làm gì được. Dạ, rồi lúc ở dưới quê là cô không có xin không? Không, không có, ở đây xin không ai cho đâu. Dạ, dưới quê thì bán chú chiên hả? Dạ, bán rồi. Có nghề như nó làm không đủ sống. Vậy thì, và những gì cô Thái chia sẻ với con đều là sự thật hết trơn phải không? Rồi, vậy thì bây giờ con có một cái đoạn ghi âm này. Con muốn thay vì con không gặp cô thì nó khó, bây giờ gặp cô cho cô nghe luôn để cô được trả lời. Và chú cũng chuẩn bị tinh thần phải không? Chú có thể, ví dụ như những điều người ta nói nó có gì làm cho buồn thì chú nói chuyện lại cô Tha ha. Mà hồi nãy trong clip trước là chú có nói rồi, nếu mà có ai nói gì thì chú cũng không tin phải không? Đúng không? Rồi, đúng không? Rồi, vậy thì con xin phép nha. Tại vì cái này là cái gì nó sự thật thôi. Rồi. Dạ, alo chị, em chào chị ạ. Em Hoàng Xanh hả? Dạ em là Hoàng Xanh. Nghe hết luôn đi ha. Thấy chị liên lạc lại với em á, thành ra em hết đi, mình thăm lên tí ha. Xíu chị có thể dành thời gian em hỏi thăm chút được không ạ? Được em, chị mong lắm. Chị ơi, chị là người ở làm công tác làm việc, cũng như là chị làm việc sinh sống tại Bến Xe Miền Tây luôn hả? Chị là, nói em nghe, chị làm ở gần đó nhưng mà chị biết rõ. Tại vì chị làm tập vụ ở khách sạn á, chị biết rõ. Chị biết rõ cô là cô đó tên gì vậy chứ không, em quên rồi ta. Tha. Cô Tha, đúng rồi, cô Tha mà em giúp với chân cầu An Lạc đúng không? Vậy thì bây giờ cái này nè, em nói cho chị nghe nè. Tại vì thật ra thì em cũng nhận được rất là nhiều bình luận và tin nhắn của những người biết về cô này nè. Cho nên bây giờ thì sẵn tiện thì em hỏi thăm chị để em có thể thông tin để em tìm hiểu. Nhiều khi cô bác biết khán giả thấy cô như vậy thì cũng rất là tội nghiệp. Nhưng mà giống như chị và những khán giả nói là mình giúp làm sao cho nó đúng người, đúng hoàn cảnh á. Cho nên thì chị cứ chia sẻ giùm em đi là thế nào chị. Bây giờ chị nói em nghe nè, chị biết rõ luôn là chị biết chỉ từ mùa dịch luôn. Chị ở cái nhà trọ đó, chị đi Bến Xe Miền Tây á, em hiểu không? Dạ. Chị nhà đó chị làm tập vụ là phát bên đó, là sáng là xe ôm chở chị đi xin, chiều chị về còn gặp một cái người trai trẻ đáng con á, trắng trẻo mập mạp, đẹp trai. Nói chung ra là ở nhà cơm giặt quần áo cho bà ha. Rồi mà bà có chồng nuôi con, bà dưới quê nha, chứ nói không đúng sự thật là như vậy. Chứ lâu lâu là
chỉ có gửi tiền về quê cho thằng nhỏ đó, là lâu lâu là chỉ có xin gạo nó cho đó, là chỉ đóng bao đóng đồ là chỉ gửi cho đò về đó. Nên á chị thấy là thà chị khổ chị lên đây chị xin chị mang về được, nhưng mà kèm theo cặp một người thanh niên như vậy là không đồng ý. Chị nói thiệt, hồi xưa hồi trước là chị cũng đi làm thiệt, nhưng mà cái lúc mà mới biết chị đi xin á, chị cũng kiểu có này có kia chị cũng ưa cho lắm. Dạ. Chị thấy sau này chị cũng là từng giúp chơi cho cô hả? Đúng rồi, chị thấy được là chị cảm thấy chị bực bội trong người chị lắm. Dạ. Chị nói thiệt mà thôi, chị cũng quan tâm, nhưng mà hồi nãy chị nhìn chị coi chị thấy cái ly déo của em đó, nên là phỏng vấn nó không có đúng sự thật, nên chị thấy bất bình, nên chị mới nói cho em là tìm cho kỹ, tìm hiểu cho kỹ để mình giúp cho đúng người, vì còn rất là nhiều người khổ, em hiểu không? Dạ. Nên mình thấy như vậy nó lãng phí cái thời gian của em. Thật sự ở cái bến xe đó mà em lại em hỏi em nói về bà đó, người ta nói cho em nghe, vì ở đó cái khu đó ai người ta cũng biết đó. Không phải là ngủ hầm cầu đâu, mướn nhà trọ tháng nha em, 1 ngày 100 ngàn nha. Dạ. Đó đó, cứ một ngày về là trả cho người chủ đó 100 ngàn 100 ngàn, là ở nhà cái thằng đó ở nhà nấu cơm giặt đồ quần áo rồi gì cho bạn, rồi tối tối là ưa ra ngoài mấy cái quán cà phê dĩ hè cắp ngồi uống cà phê đi. Nói chung là ở khu mà đối diện bến xe miền Tây rằng đã, nên là chị chỉ muốn là em còn rất là nhiều cái mảnh đời mà em còn phải vất vả để mà em giúp người ta, nhưng mà cái người mình đáng giúp nên nó mới còn chị thấy không được. Cái đó là chị chỉ nói với em vậy thôi, cái đó là tùy để em tìm hiểu, chứ còn nói chung chắc chắn mất mát gì của chị, em hiểu không? Dạ, dạ. Em giúp thì chị mừng đó, nhưng mà chị thấy nó bất bình quá. Dạ. Thà chị khổ mà chị có chồng là chị ở dưới quê giữ con, chị lên đây chị xin chị gửi về nhà. Đó, cái đó đúng okay. Sự thật thì ai cũng thương hết em, phải đúng sự thật vậy. Dạ. Đó, nhưng mà ở đây là trên tay là đèo theo. Trời ơi, cái thằng đó nó tướng tá, nó bám vô thương gì em. Cái dạ, nó làm biến là mà nó dựa vô bãi vậy. Có nhiêu tuổi thanh niên, có nhiêu tuổi chị? Thằng này chắc bắt con bãi gì. Thằng này tên Thằng Hùng nha em. Nó tên Thằng Hùng. Không biết rõ vậy luôn. Nhưng mà nhiều khi là em Út là sao chứ không phải sao? Không. Trời ơi, bồ quả đó. Mà ở nhà trọ mà thằng đó nói chuyện với ai bà ghen, trời ơi dữ lắm đó em, chửi bậy lắm á. Vậy hả? Ừ, chính tỏ còn ghen với chị nữa đây nè. Hồi đó chị không biết cái thằng đó ở nhà, chị đi qua nhiều khi có khoai lang hay này kia, nói thôi về đưa cho chị Tho. Tại nhiều khi ưa nói chuyện á, tự nhiên chị làm tập vụ cái bên mà cái ưa nói chuyện còn ghen chị luôn á, ghen lắm, cứ sợ thằng này cái này cái nọ. Không, cái đó là chị nói sự thật, chị không nói sai lời luôn á. Nên hồi nãy á chị coi xuống cái clip đó, chị nói chị nói kinh hường cái lúc á mà bà nghe nói chị đó, em nghĩ chị như chị thôi, thấy chị vậy á thì em có gì á em ăn thì kiểu cũng có khách tại chị làm tập vụ á, rồi khách cho nhiều mình cũng chia sẻ cho chị. Thấy chị ở dưới quê cứ gửi khô, gửi đồ gì lên vậy đó. Mày nói chung ra thôi, chị thấy không được, cái đó là tùy em thôi. Còn mà chị nói là một lẻ, nhưng mà em có thời gian em lại đó. Vậy thì con trai của cô hiện tại là đang đi làm ở Vũng Tàu luôn hả, chứ không phải đi học hả? Đi phụ quán ở Vũng Tàu luôn hả, sao chị? Con của bà nó còn nhỏ, chưa có lớn mà để đi phụ đâu. Nhưng mà hình như là có khán giả có nhắn tin nè, nhắn tin cho em nè, để em đọc cho chị nghe nè. Là thế này nè, là có một cái nick nhắn tin là em đọc cho chị ha, đọc cho chị thấy đúng không ha? À. Tại vì cái này là khán giả nhắn tin cho em, tại biết sao em làm từ thiện thì bà con với khán giả cũng mong muốn mình giúp thì mình giúp cho tới nếu mà cô khổ á. Cho nên thì bây giờ thì em rất là cảm ơn chị và quý khán giả đã nhắn tin cho em biết thông tin. Bây giờ em đọc cho chị đúng rồi ha. Nè em đọc nè.
anh theo chân lên bến xe miền Tây nhà trọ số 28, cô này đi xin ở nhà nghỉ, đi xin nhưng mà ở nhà nghỉ. Em ở cái bên hiểu rõ lắm, anh phải giúp đúng rồi nha anh. Bà này đi xin theo chợ lại nhà, phải tên bà Thái cũng biết hết. Đi xin nuôi chồng ở quê, nuôi nhân tình và ở nhà nghỉ. Ở nhà nghỉ trọ rồi. Con trai 15 tuổi đi phụ quán ở Vũng Tàu. Để em cho anh được cụ thể chỗ cô Thái ở trọ, chủ trọ tên đúng không? Đúng rồi đó em. Rồi. Đúng rồi đó. Đó. Ba trăm sáu ba 366 An Dương Vương nè, khu phố 2 phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trọ này nơi ăn xin ở ban ngày, ăn xin ở ban ngày, đi xin chiều về đúng không? Rồi đúng tiếp rồi. Tục là có một người bình luận nè, là bà này ở gần nhà em, rồi mới tới tiếp là không nên nói không nữa, bà này đi xin thì than nghèo mà về quê đi đám, có vàng đeo, có tiền đầy túi, trời ơi. Rồi thêm cái là sao nói vậy, rồi tiếp tục nè. À đúng rồi bạn, chú gì thì em đọc. Mình khuyên bạn rằng nếu muốn giúp đỡ ai phải tìm hiểu thật kỹ vào, không thì họ lợi dụng lòng thương bịa chuyện. Bạn hãy tìm hiểu thêm một người sống ở gần bà thì sẽ rõ. Thì anh đại khái là, rồi có người bình luận gì nữa, ở quê nói bà bỏ bê mẹ bà, không nuôi không chăm sóc, cất cái chòi nhỏ cho mẹ ở. Đến khi mẹ bà mất, bà cũng không ngó ngần gì tới. Tìm hiểu thêm nơi bà sống đi, đừng có ở đây mà nghe bà bị chuyện ra. Thì vấn đề này thì em nói là em với nhiều khi mình nghĩ là ví dụ em nói thì chính người Mỹ, nhiều khi bà có ở chắc là người này không thích cô, hay là chị đó không thích cô, nhưng mà ít nhiều gì thì em cũng được chị và những người bạn đọc xem kênh em á, cho em cái thông tin vậy để em tìm hiểu cô coi thế nào. Nhưng mà nếu mà thật sự là cô là nói là hơi vòng vo, cô nói là cô ở tắm ở bến xe, rồi cô tắm ở sau đường mương, rồi ngủ ở chỗ mà ở dưới chân cầu là không đúng sự thật rồi ha. Tại cô điện cho em lại, cô nói cô ngủ gầm cầu hoài à, nên kêu em qua em giúp. Vậy là cô ở chỗ đàng hoàng quá ha. Sáng là cho ôm chở đi, chiều là cho ôm chở về, em hiểu không? Nhưng mà thôi, giờ chị nói như vậy đó, bây giờ á tìm hiểu một cái nữa cho nó chính xác. Nói chung ra em giúp được ai thì mừng, còn mà giúp thì đúng người, nên cái thời gian của em á nó không bị lãng phí, nó không rồi. À giờ nãy cô nói là tiếng Khmer cô nói chình nẹn là có nghĩa là người ta ghen tị với cô đúng không? Ừ. Vậy thì nguyên nhân tại sao người ta lại ghen tị với cô trong khi đó cô là một người đi xin mà? Biết sao không? Mượn tiền mượn gì không cho cái có thấy được gạo được gì gửi về quê đó. Rồi là chị gọi cho cô đúng không? Ừ. Vậy thì bây giờ cô nói như vậy thì con ghi nhận đi, nhưng mà cho rằng là như vậy đi, nhưng mà cái đó thì chưa biết chính xác hay không nha, nhưng mà con đang nói với cô á. Là cái vấn đề của cô ở đây là con tới tìm hiểu cô chứ không phải là tìm hiểu chị đó. Nhưng mà chị đó là một khán giả thôi. Và không riêng chị đó nói, xóm giềng của cô cũng nói. Cũng nãy giờ con nói là xóm giềng cô bình luận mà. Có nghĩa là cô đó gọi điện nhưng mà xóm giềng bình luận nữa. Vậy thì con muốn hỏi cô là cô nói với con là cô ở gầm cầu. Và cô ở ngủ cái chỗ mà công ty, cái chỗ mà mấy cái tôn mà che tạm bỡ ở chỗ dưới chân cầu á. Rồi cô tắm ở nhà xe, rồi cô tắm ở đằng sau chỗ chú cái... Xanh là sao hộ, là cô bữa hôm chú Xanh có hỏi cái ông đó đó, cái ông đó nói đó, nói bà này lại đây hoài đó, cái chú mà đi làm. Cái vấn đề đó con không nói, con nói vấn đề là cô đang ở trong cái chỗ mà đang cô đang ở chỗ nào tốt thì cô phải nói tốt chứ, mắc gì cô phải nói đó là hồi lúc trước thì ở ngủ chỗ đó thiệt á, người ta thấy tội nghiệp á, ta kêu vô ngủ nhà người ta được đêm hai đêm vậy đó. Vì sao chị nên nói cô ở đó ở vô, tốn tiền trả tiền mà. Chú ơi, ai cũng sao? Ai cũng muốn thấy mình có tiền có gì, ai cũng ghét, ai cũng đâu ganh. Tiền. Sao mà ai ghét cô? Được. Cô nhưng mà tại sao mà cô không nói cô đang ở khách ở nhà mướn nhà nghỉ mướn phòng trọ ở đi. Vô, ở gầm cầu chị cô. Vì sao cô nói con cô là không có ở nhà ở dưới quê mà sao giờ cô nói con cô đi Vũng Tàu? Con cô mới đi mấy ngày nay à? Mấy ngày là mấy ngày? 3 ngày nay à. Cô đi 3 ngày gần tới 3 ngày gần tới ngày cô về mới đi hả? Đi rồi quay dạ. Về Sài Gòn lại hả là sao? Qua đi lấy không, gạo. Giờ đã ở Sài Gòn nè. Nó ở Vũng Tàu. Con không hiểu luôn á, cô chú nói chuyện bây giờ không có cảm giác mới đi 3 ngày nó đi lấy gạo.
Rồi sao nó đi làm Vũng Tàu mà? Đi làm Vũng Tàu hồi nghỉ hè. Rồi sao không nói cô đi làm Vũng Tàu, nó đang ở dưới quê mà. Cô nói đi dưới quê mà sao giờ cô nói đi làm Vũng Tàu, sao đó cô không nói không, vậy? Không, hồi nghỉ hè hồi mùng 5 tháng 5 nó đi làm Vũng Tàu. Rồi sao cô không nói thật đi làm Vũng Tàu, cô nói ở dưới quê, cái con nhỏ đi học. Nghỉ hè rồi mới đi. Rồi sao không nói vậy đi? Rồi tới vô học rồi nó mới về. Rồi sao cô không nói vậy đi? Rồi cô ở đó, cô người ta nói cô ở dưới người này người kia thì cái đó cái cá nhân của cô không biết, nhưng mà đại khái là không cô không có đâu, không có ở với người này người kia, dù tôi tật nguyện vậy chứ sanh ơi ai thương ai lấy. Rồi cái đàn bà còn nói dù bà này vậy mà ai lấy bà, không có đâu. Dạ cái đó thì con không biết, cái đó cá nhân cô, con cũng quan tâm, con quan tâm là cô là phải thật thà để con giúp đỡ. Còn bây giờ cái câu chuyện của cô bây giờ rối tùm lum hết trơn á, sao con giúp được nữa, giờ rối bùi hết trơn à. Bây giờ chín người mười ý rất là nhiều tin nhắn nè, nhiều tin nhắn nhắn tin cho con là cô thế này thế kia đó, không tại có thật người ta thà. Ghét cô, người ta nhắn tin vậy đó. Sao bao nhiêu hoàn cảnh người ta không ghét, ghét cô tự nguyện sao người ta ghét? Có nghĩa là không phải ghét cái gì, ghét là cô không nói sự thật á, người ta đang nói cái vấn đề là cô không có sự thật. Chú Sanh về tới nhà tôi là biết rồi đó. Biết làm sao cô? Biết tôi nghèo khổ vậy. Cái đó. Vấn đề nghèo nó không có nằm ở chỗ vấn đề nghèo nữa. Bây giờ con đang nói chuyện của Tha, không nói cái vấn đề nghèo hay giàu nữa. Tại vì cô nghèo khó cô mới đi xin. Chứ cô nhà giàu thì cô đâu có đi xin đúng không? Thì con hiểu, con thông cảm với cô, không sao cô ạ. Nhưng mà cái vấn đề con muốn nói với cô á, bất cứ hoàn cảnh nào khi mà không thật thà thì không ai chấp nhận. Thật ra thì con cũng không có muốn tới đây để mà đưa lên mạng là để cho cô cũng có con đường để cô xin. Không phải con tới đây là để bóc phốt cô, là để cô không có con đường sống đâu. Thật sự con, con trước khi mà con tới đây con cũng suy nghĩ rất là nhiều có nên đi hay không. Nhưng mà cô yêu cầu con tới đi thì con nghĩ có lẽ cô sự thật, cô là người sự thật. Cho nên thôi mình tới. Mà giả sử con tới rồi mà con không đưa clip lên thì cộng đồng mạng và Mạnh Thường Quân đã giúp cô. Cho dù số tiền 2 triệu thật nhưng mà cũng là cái tấm lòng. Là người ta muốn biết là con tìm hiểu tới đâu rồi. Và thậm chí cũng có nhiều người nói yêu cầu con tới tìm hiểu, nếu mà được người ta sẽ hỗ trợ. Mà bây giờ hoàn cảnh của cô vấn đề là cô nói chuyện không có sự thật. Và còn nhiều cái khác nữa, cô sao con biết được. Bây giờ là người ta nói là hoàn cảnh cô không có sự thật nè. Con giúp làm từ thiện cũng mấy năm nay rồi, đâu có phải ai cũng ghét đâu, đâu phải ai cũng ghét hoàn cảnh nghèo đâu. Trong khi đó tật nguyền như cô nữa. Cô thấy sao? Bây giờ thấy thế nào? Rồi cô hồi đó người ta nói cô bỏ bê mẹ già của cô nữa. Ở gần nhà cô nói nè, trong xóm này nói luôn nè. Nói với chú Sanh, hồi nhỏ đó mẹ sanh ra rồi mẹ chích cho có tật, rồi mẹ không có nuôi, mẹ giao cho bà nội nuôi tới lớn luôn. Rồi bà đâu có ở đây, bà dắt nhỏ em đi tùm lum hết trơn. Rồi tới bà già mới bà lại cất nhà ở đây ở. Rồi cô giận cô không lo luôn. Phải không? Cô giận mẹ phải không? Rồi bà nội nói đừng có qua lợi với mẹ, mẹ không có nuôi đâu. Bà nội với ông nội nuôi. Cho nên không muốn qua lại với mẹ luôn. Dạ. Tức là mẹ cô bỏ cô hồi nhỏ. Dạ, rồi cái chú Sanh ngồi nói chuyện gì đâu có ý nói chuyện làm như ngại ngại luôn á, không có ngồi không nói. Có tình thương phải không? Luôn á. Không có gần gũi không? Tại vì mẹ không có nuôi luôn á, bà nội nuôi. Vậy là cuối cùng là mẹ cô là cuối cùng tới khi già mất là ở đây. Về đây ở. Rồi mấy người con kia không lo hả? Con nhỏ em đó. Rồi như cha đâu có qua lợi với mẹ. Cha thì cô giận cô bỏ luôn, bỏ mẹ cô luôn. Rồi cuối cùng ai lo cho mẹ con? Ai lại lo cho mẹ của cô? Cô Sáu. Vậy là cô không lo luôn. Thì nhưng mà cô thấy mẹ cô bệnh tật đau ốm tuổi già cô không xót hay không? Sao? Không, cũng có đồ ăn đồ cũng bưng cho vậy. Bưng cho nhưng mà đối xử thế nào với mẹ ruột mình? Đối xử ý đâu có được ở nhà đâu, đi Sài Gòn không? Lâu chưa? Bà mới mất năm mấy. Cô đi Sài Gòn không hả? Rồi ở đây bỏ cho ai chăm? Dưỡng Út với cô Sáu. Vậy là cái cậu thanh niên ở gần đây là có nhắn tin với có bình luận nói là cô là bỏ bê cha mẹ là có thiệt ha? Bỏ bê mẹ, bỏ bê mẹ xin lỗi. Sao không? Ý cái miền tình cảm luôn á. Không có tình cảm. Rồi. Tại vì mẹ không có gần gũi. Rồi. Tiền bạc không có lo hả? Nhưng mà tiền bạc không có thì mình có tình thương chứ chú. Chú nói không có tiền bạc là không đúng. Giả sử như bây giờ con nói bây giờ con cháu của chú mà lỡ chú lớn tuổi đi, con cháu chú nói con không có tiền bạc lo cho ba là chú chịu không? Chú chịu không? Bà không có nhà, bà không
Dạ, thì đó con nói là cuộc đời này nếu mà không có tiền bạc thì cũng có tình thương, nhưng mà cô nói là do không có gần gũi thì cái đó con thông cảm được. Nhưng mà có nghĩa là cậu thanh niên đó là nói là đúng đúng không? Nói cô không có gần gũi bỏ bê mẹ, đúng không? Bê ý không có miền, ý cái miền tình cảm. Cô không có tình cảm đúng không? Đúng á. Biết đâu là cái duyên của con ngày hôm nay nhiều khi là cũng là cái duyên đưa mọi thứ đều, tất cả mọi sự trên đời đều có duyên hết. Khi mà con làm từ thiện cưới sự sao mà cuối cùng con lại gặp cô rồi cô lại yêu cầu con cho bằng được xuống quê cô. Giờ con xuống rồi đó, bây giờ mọi sự thật thì có sao thì con tìm hiểu vậy à. Khi mà mẹ mất cô không ngó ngàng tới nè. Dạ. Không chăm sóc nè, cất cái trò nhỏ cho mẹ ở. Không có, có đi làm đám làm gì cho bà nữa. Biết sao không? Mình không có tiền ra thiệt mà mình cũng có công. Tại vì bà có đất công rưỡi cho dưỡng Út đó, để làm đám cho bà đó, rồi dưỡng Út ra làm. Thì cô với chú đi cũng có công đi phụng vậy đó. Rồi. Bây giờ cái câu chuyện của cô nãy giờ thì con thưa với cô với thưa với chú là hoàn cảnh của cô cũng rất là nhiều mâu thuẫn, và khán giả cũng đã lên tiếng coi như là nói những cái sự thật về cô á. Thì con đã cho cô nghe rồi, bây giờ cô cũng chối quanh co à, cô cũng không có chấp nhận. Bây giờ cô có cái tâm sự cô nói với con một chút xíu đó đi, rồi con kết thúc video này. Tại vì con đã, nói chung con cũng hoang mang rồi, con cũng không có mù, con đang mù mờ. Mù mờ là gì? Mù mờ là có nghĩa là cái sự thật nó không có được rõ ràng. Tại con làm từ thiện, con chỉ thích với những người giúp những người nghèo khổ mà sự thật. Còn nhà cô thì con nói đại khái đi, bây giờ cô nói con kêu con cất nhà cho cô thì nhà trước ở không được thiệt, nhưng mà nhà sau ở được nha. Nhà này nhà sau là cũng nhà, còn nhà cũng nhà tường thôi. Nhà tường ở trên gác, con cô ở trên đó. Rồi người ngủ ở đây, rồi cái sàn này cũng sàn coi như là cũng sàn có xi măng rồi. Thì nhà việc ở cũng được rồi đúng không? Nhà cũng có cửa nẻo nè đúng không? Bây giờ cô muốn cất nhà là một cái bài toán rất là khó cô ạ. Không phải muốn cất nhà đâu. Dạ. Muốn được ít tiền sửa. Sửa gì cô? Thay miếng tôn rồi sửa mặt tiền chút. Sửa miếng tôn sửa mặt tiền nữa hả? Dạ. Cô cũng mong muốn đòi giúp đỡ hen. Dạ. Thì con biết khi mà cô gọi con tới là cô muốn giúp đỡ. Ý nó siêu quan bên á. Dạ. Thì con nói đại khái á, con làm từ thiện không phải là muốn xin là dễ xin đâu. Dạ. Con không phải là một người đi xin. Dạ. Con chỉ đưa clip lên là bà con thương mà con gửi. Cô hiểu không? Chú Sanh biết sao không? Tại thấy chú Sanh biết làm phước rồi biết thương người. Biết làm phước, biết thương người. Dạ. Ai cũng biết thương hết làm từ thiện này. Dạ. Nhưng mà ở chỗ nó phải rõ ràng. Nó phải có một cái gì đó, nó phải chân thật. Chứ không phải là xin là cho thì tiền đâu mà cho. Ngân hàng bây giờ cũng không có tiền để cho vay vốn nữa chứ huống chi là mình. Huống chi là mình đi làm từ thiện, cuộc sống giờ khó khăn mà cô. Nhưng mà cô yêu cầu con dẫn tới cho cô thỏa lòng của cô. Chú Sanh xuống đây cô cũng mừng. Tại vì biết sao không, sợ cô nói rồi chú Sanh nói vui. Chắc nói dốc nói lao xuống tới nhà. Cái vấn đề bây giờ không còn là nhà nữa. Nhà trước cô thì như vậy. Nếu mà cô thật lòng, người ta có giúp đỡ cô, cái duyên cái phước của cô á, thì cô lấy cái số tiền đó cô sửa sang hay cô làm gì là việc của cô. Cái đó cái phước của cô hưởng, không phải phước của con. Con chỉ làm một cái cầu nối thôi. Con có đưa số điện thoại cô lên rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là những cái mâu thuẫn. Khi mà cô nói chuyện với con từ ban đầu, cô nói không đúng sự thật, cho nên con không thể nào mà gọi là hài lòng để mà con làm cầu nối được. Chú Sanh ơi, có nghĩa là con không có làm cầu nối giúp cho cô được. Chú Sanh ơi, tội nghiệp đây, tôi nói là nói sự thật. Tại ta bình luận cái chuyện gì cô. Cái này không phải bình luận nữa mà người ta gọi điện, ta nói trực tiếp luôn rồi đó. Thậm chí cô còn nói cô biết cái chị này nữa. Có nghĩa là chị này quá rành gì cô, đúng không? Ở gần sát nút luôn. Chứ không phải người xa lạ đâu, mà cũng không có ai mà rảnh mà đi mà điện thoại đâu nếu người ta không biết gì về cô. Đúng không? Trong khi đó cô nói cô là người tật nguyền thì không ai thương, không ai cô nữa. Huống chi là thương là tình yêu với cô nữa. Huống chi là cái chuyện mà gọi là ganh ghét làm chi. Trời ơi, người như cô coi clip ai mà không thương cô. Ai mà không có trái tim con người mình, ai trong cái cõi lòng cũng có cái tình thương hết á. Cho dù giận hờn trách móc cái nào đâu đó cũng có cái tình thương. Chứ tự nhiên cô vậy thì người ta muốn góp ý cho con thôi. Và xóm giềng cũng góp ý cho con nữa.
Tóm lại là những gì cô nói với con á chỉ đúng một phần thôi. Đúng một phần là cô có chồng rồi, chồng có vợ lớn này nọ, con cô rồi lớp 10 này các thứ. Nhưng mà con cô đi học rồi xong rồi đi làm Vũng Tàu, rồi xong đi lên Sài Gòn cho cô nữa, mà cô đâu có nói con cô đi làm đi gì đâu. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là người ta nói cô là không có ở gầm cầu, không có ở trong cái nhà xe, có cô ở khách sạn. Ở gầm cầu có, rồi tắm nước. Cái đó thời nào không biết nữa. Nhưng mà hiện tại cô đang ở nhà trọ rất là ấm êm, nó mừng cho cô đó. Mắc sao lại cô lại nói không đúng sự thật chi vậy? Cô đánh vô cái lòng thương của khán giả không có đúng. Có sao mình nói vậy? Tôi về tôi phải mỗi ngày tôi phải sống vô nhà trọ tốn tiền vậy đó. Nhưng mà bắt buộc tôi phải ở, không có chỗ ở vậy đi. Chứ cô làm gì? Kênh con là kênh từ thiện, con rõ ràng đó, con không có cho diễn kịch ở trong đây đâu. Con kênh con nó khác, con coi kênh của Hoàng Xanh là không có diễn kịch ở đây được. Kênh Hoàng Xanh là phải sự thật. Không cho phép ai diễn kịch ở trong cái clip của con được. Không có lấy lợi dụng lòng thương của Mạnh Thường Quân được. Con nói thật với cô luôn. Rồi bây giờ cô có muốn chia sẻ gì với con không? Cô muốn chia sẻ cái nỗi lòng của cô đi. Bây giờ bà con đang chờ cô nói kìa. Bây giờ bà con đang xem cô đó. Để con về là cô không có cơ hội để nói trên clip con nữa đâu. Muốn chia sẻ với chú dùm cho cô bác chút cho cô một ít tiền đặng cho con đi học. Nếu không có tiền cô phải cho con nghỉ học đi làm. Vậy thôi đó hả? Vậy là xin tiền cho con đi học thôi ha, chứ không có làm gì ha. Rồi chú có can thiệp gì trách nhiệm mình đi với con thì mình được không? Trách nhiệm với con trai được không? Dạ, nhưng mà ý là chú có cái cách đường nào binh cho con trai chú đi học không? Dạ, lớp lớn xài tiền nhiều hả? Vậy là con trai cô không có nhà ha? Rồi, vậy là cô ước nguyện vậy thôi ha. Thì con xin lỗi với cô, con không có thể làm cầu nối được. Bây giờ con đưa cái clip này lên cái đã đi. Nếu mà viết khán giả bình luận thế nào á, thì cô biết chữ không? Cô biết phải không? Cô biết chữ không? Biết chút. Không biết đọc không cô? Biết đọc phải không? Rồi. Đúng rồi, bữa trước cô còn nhắn tin với con là cô nhắn tin xin tiền mà. Bữa trước cô nhắn tin với con là cô xin tiền mà đúng không? Rồi. Tin nhắn của cô là cô nhắn xin tiền rồi. Vậy thì cô biết chữ. Vậy thì dạ lớp 2, lớp 3 biết chữ rồi. Vậy thì con để cho đi clip này lên đi. Rồi có gì thì con sẽ gọi điện cho cô nha cô nha. Cái số điện thoại cô trong clip kia cũng có rồi. Bây giờ clip này chắc không cần để số lên nữa đâu. Nhưng mà nếu mà có bà con nào có phản hồi gì á thì con cho cô biết. Hoặc là con cô cũng biết chữ kiểu lên clip nó đọc nha. Đọc trên cái fanpage Hoàng Xanh con với YouTube con cô nha. Rồi cô Tha nha ha cô Tha. Rồi kính thưa cô chú anh chị với khán giả, thì hôm nay thì Xanh có gặp cô Tha rồi với ông xã cô Tha luôn. Thì cô Tha có chia sẻ và những gì khuất mắc của bà con góp ý thì Xanh sẵn sàng góp ý lắng nghe. Và ý kiến của tất cả các chú chị với khán giả góp ý thì Xanh luôn sẵn sàng đón nhận và lắng nghe tiếp thu ý kiến. Rồi Xanh cũng chưa có kết luận là cô thế nào cả. Tóm lại là Xanh chỉ muốn là cái này để cho quý khán giả bình luận và xem xét. Tại vì khi mà đưa clip lên chắc chắn bà con ở khu vực này sẽ điện thoại cho Xanh nữa. Bây giờ thì Xanh xin được phép tạm ngưng video tại đây. Thì nếu có duyên nữa thì sẽ gặp lại. Nếu có duyên nữa thì Xanh sẽ gặp lại cô Tha. Còn không có duyên nữa thì thôi, để cho cô sống một cuộc sống của cô theo cái duyên của cô đi hen. Bây giờ thì Xanh xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú chị ạ.